Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới nằm trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km. Trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì không khí vô cùng là trong lành và mát mẻ, không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe và đặc biệt nhất chính là không ngập nước quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép truyền tải, chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất hướng Bắc nằm ngay ở khu vực Điền Âm, khu vực Văn Minh. Và vị trí ngày hôm nay thì nó nằm liền kề ngay bên cạnh chính là đường trục chính TC4, cách công viên 7 kỳ quan thế giới chỉ 100m thôi quý anh chị nhé. Một lô đất hướng Bắc có diện tích là ngang 5, dài 20.5, tổng diện tích 102m2, một lô đất sạch sẽ, cao ráo. Xây dựng tự do quý anh chị, trong khu vực này mình được cái là xây dựng tự do quý anh chị nhé. Ngang là 5m và dài là 20.5, tổng diện tích là 102m2, đất thổ cư 100%. Và lô này thì chúng ta mua chuyển nhượng hợp đồng nguyên tắc. Mình sẽ lên địa chỉ trụ sở chính 259A Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để chuyển nhượng hợp đồng nguyên tắc. Khi mà chuyển nhượng hợp đồng xong thì mình có thể xây dựng ngay, xây dựng là xây tự do. Kế bên cũng có căn nhà người ta đã xây rồi quý anh chị nhé. Ở đây là khu vực Điện Âm phía sau công viên 7 kỳ quan, khu này thì còn khoảng hơn 1.000 nền nữa là chưa ra sổ hồng, vẫn đang trong quá trình chuyển nhượng hợp đồng nguyên tắc. Và chúng ta mua bán bình thường, xây dựng tự do, chờ chủ đầu tư Cát Tường Group gọi chúng ta đi công chứng ra sổ thôi quý anh chị nhé. Và đây chính là con đường trục chính TC4, cách công viên 7 kỳ quan thế giới chỉ 100m mà thôi. Đây là con đường kết nối giữa công viên 7 kỳ quan đi ra khu Điện Âm, khu mở rộng 49 hecta. Và với vị trí ngày hôm nay là một lô hướng Bắc rất là mát mẻ để chúng ta xây nhà để ở, an cư lập nghiệp hoặc như là mua để dành cũng như đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. Mình mua bán bình thường. Và những anh chị nào đã theo dõi khu Cát Tường Phú Sinh này rồi thì chúng ta cũng vẫn có thể là mua những cái vị trí như thế này để mình có thể xây nhà ở ngay quý anh chị, giá còn khá là rẻ. 5 dài 20.5, chỉ có 1.450.000.000, giá bao phí chuyển nhượng quý anh chị nhé. Đất gò cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, ngay gần công viên 7 kỳ quan. Ở đây người ta đang xây nhà rất là nhiều. Vỉa hè 3m, lòng đường nhựa 6m, cây xanh, đèn đường, nước máy, nói chung là rất là sạch sẽ để chúng ta có thể về đây ở, an cư lập nghiệp hoặc là để dành. Giá chỉ có 1.450.000.000 thôi quý anh chị nhé. Giá này là giá chọn gói và chúng ta xuống tiền trước khoảng là 1.410.000.000. Còn khoảng 40.000.000 thì khi Cát Tường Group gọi chúng ta đi công chứng ra sổ thì mình mới thanh toán cái 5% còn lại. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình nhé. Chúc anh chị và các bạn luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép tạm dừng video này tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.